Một công thức thứ hai mà tôi ví dụ cho các bạn rất dễ hiểu về thời đại công nghiệp lần thứ tư là Uber taxi. Các bạn biết Uber họ có công ty taxi không? Không. Họ có sở hữu cái xe nào không? Không. Nhưng họ ra một phần mềm cực kỳ thông minh để người tài xế, người chủ xe và tất cả cộng đồng người đi xe được hưởng lợi. Làm sao để ông Uber hay ông Grab có thể đưa ra giá rẻ hơn giá đi taxi? Tại vì họ làm cực kỳ thông minh và họ biến tất cả những năng suất lao động trong ngành taxi vào cho công ty Uber. Tôi nói lại nha, đây là một định hướng cực kỳ sáng sủa cho Việt Nam. Chỉ cần trí tuệ thông minh, không cần sở hữu giàu có như Mỹ, như Pháp, như các nước, chúng ta vẫn có những tập đoàn như Uber.